Vâng thưa quý vị, từ cuối năm 2020 thì giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, trong khi giá đầu ra của sản phẩm thì lại giảm mạnh và sức ép lên ngành chăn nuôi đã khiến cho nhiều nông dân phải giảm đàn, thậm chí là bỏ nghề và trắng tay. Khi đó thì việc chủ động được nguồn thức ăn được cho là một giải pháp hiệu quả. Thay vì là phụ thuộc vào giá thức ăn chăn nuôi theo thị trường thì rất nhiều nông dân trên cả nước đã lựa chọn cách tự phối trộn thức ăn để có thể giảm giá thành, đồng thời có thể tận dụng được những phế phụ phẩm nông nghiệp. Điều này cũng đã giúp tiết kiệm được từ 20 cho đến 30% chi phí so với thức ăn chăn nuôi công nghiệp. Ngô, cám mạch, bột cá, khô lạc, khô đậu tương cùng rất nhiều phụ gia khác. Nguyên liệu đầu vào được anh Nguyễn Văn Cương nhập theo quy chuẩn an toàn. Sau đó chúng được trộn và đưa vào máy ép cám viên như thế này. Đây chính là nguồn thức ăn đảm bảo dinh dưỡng cho đàn cá của anh Cương với công thức phối trộn được tính toán theo tiêu chuẩn. Cách làm này không những giúp anh Cương và nhiều bà con chăn nuôi kiểm soát được nguồn thức ăn cho cá mà còn giảm chi phí chăn nuôi. Về giá thành thì cái sự khác biệt giữa cám công nghiệp đi mua và cám tự sản xuất thì hiện tại bây giờ mình đang tối ưu xuống còn 8.300 đồng một cân. Đấy, còn nếu mà cám đi mua thì giờ nó rơi khoảng tầm 16.000 kg. Và sự khác biệt đó là cái lượng đạm của hai bên tương đương như nhau, nhưng cái chỉ số đạm tiêu hóa cái cám tự sản xuất ok hơn rất nhiều. Khi đầu tư ban đầu thì mình mất mấy chục triệu bỏ ra tiền mua máy thôi, nhưng mà bù lại đó thì mình sẽ tiết kiệm được cái chi phí của cám, tức là giá thành của cám là nó giảm 3 đến 40% so với cám công nghiệp. Tất cả các nguyên liệu là nó bằng ngô, khoai, sắn, là đạm, nó là đạm tự nhiên, nên là cám cho ăn là cá là nó thịt nó rất là thơm và nó rắn chắc. Cá thì tương đối là sạch. Sau một vụ nuôi, qua kiểm tra tốc độ sinh trưởng của cá và môi trường nước tại các ao nuôi sử dụng thức ăn phối trộn, chuyên gia thủy sản Nguyễn Thị Hà đã có những đánh giá khả quan. Thức ăn này đã sản xuất chất lượng tương đối ổn. Và cái mà tôi quan tâm nhất đấy là cái hàm lượng protein tiêu hóa của nó rất là cao. Như vậy có nghĩa rằng là cá sẽ hấp thụ tốt các cái chất dinh dưỡng. Cái thứ hai là những nguyên liệu đầu vào là cũng tương đối ổn. Cá lớn tương đối tốt, đặc biệt là trong cái giai đoạn như thế này thì cá rất là đẹp, mượt, trọng lượng là đã đạt theo cái yêu cầu. Với chi phí đầu tư không quá cao, tận dụng được những nguyên liệu an toàn sẵn có ở địa phương, việc sử dụng máy làm cám đa năng để tự sản xuất cám phục vụ chăn nuôi đã giúp bà con tiết kiệm chi phí, sản xuất ra những sản phẩm an toàn và nâng cao hiệu quả. Quay trở lại chương trình với những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được từ bà con. Câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả Đỗ Đức Tuấn, số điện thoại 035, 3 số cuối là 672 ở Đắk Nông, có hỏi như sau. Đàn dê ăn không tiêu, bụng trương nhưng không phải là đầy hơi, trào nước ở mồm, chữa mãi nhưng không thấy khỏi, sau đó thì chết. Lúc mổ ra thì thấy dạ dày bị hư, phổi thì toàn nước, chết cả đàn mười mấy con. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Xin mời chuyên gia Nguyễn Thị Liên Hương ạ. Vâng, rất là chia sẻ với khán giả, nuôi mười mấy con dê mà lại chết hết. Thế mà lại với cái diễn biến của bệnh thì chắc chắn là tôi nghĩ là nó phải từ từ chứ không bao giờ nó cấp tính, bởi vì đây là cái dạ dày của nó đã bị hư và cái phổi của nó tích nước như thế là nó có hiện tượng viêm. Dạ dày mà viêm thì nó có một số nguyên nhân mà đây toàn đàn thì chúng tôi rất lo ngại. Thứ nhất là thức ăn. Thức ăn có thể là có vấn đề, nó đã tác động đến cái niêm mạc dạ dày làm cho nó viêm. Viêm sau đó thì sức đề kháng nó đã giảm rồi thì nó kế phát thêm viêm lan ra. Nó viêm lan cái xoang ngực. Đấy, từ dạ dày viêm nó lan sang và nó viêm tích nước cả ở phổi. Và nó đúng là tích nước phổi rồi thì điều trị rất khó. Nếu mà khán giả đã dùng kháng sinh, đấy, dùng kháng sinh thì nó chỉ cầm cự được. Chứ còn để mà khỏi hẳn được cái viêm dạ dày và viêm phổi thì chúng ta điều trị khá là lâu và chúng ta phải cắt đứt cái nguồn, cái tác nhân gây bệnh nữa. Chứ còn tôi e ngại rằng là khán giả chưa cắt được cái nguyên nhân gây bệnh, cho nên vẫn có thể nguồn thức ăn nó vẫn tác động thêm, cho nên việc dùng kháng sinh để điều trị là không hiệu quả. Để rút kinh nghiệm cho những cái lứa nuôi tiếp theo thôi, chứ còn đây đàn dê đã chết hết rồi. Thì chúng ta thứ nhất là phải kiểm soát được cái chất lượng thức ăn. Cái thứ hai là phải cải thiện ngay cái môi trường. Yếu tố môi trường rất quan trọng, kể cả với chăn nuôi dê là cái vật nuôi mà tương đối là khỏe đấy, nó ít tác động ở môi trường nhiều hơn là với các cái vật nuôi khác, bởi vì nó nếu mà chúng ta nuôi thả thì ngoài cái việc chúng ta nhốt trong chuồng rồi, chúng nó lại còn có cái bãi để nó vận động. Đấy thì cái sự thông thoáng rồi vận động thì nó đều là hạn chế cái việc nó ô nhiễm tại chỗ. Đấy, chứ còn những cái đàn dê mà nuôi nhốt tại chỗ mà chúng ta nuôi không đảm bảo vệ sinh thì đấy cũng là một trong những cái căn nguyên mà nó dẫn đến cái hiện tượng viêm lan từ dạ dày cho đến phổi như khán giả đã mắc phải. Đấy, chính vì thế cho nên là bây giờ thì chúng ta chỉ có bằng cách là tổng vệ sinh toàn bộ khu vực, kể cả chuồng nuôi. Nếu mà chúng ta có vòi cao áp, chúng ta phải xịt rửa thật sạch, sau đó phun khử trùng, chống chuồng ít nhất 30 ngày sau chúng ta mới nuôi tiếp, nếu mà lại muốn nuôi dê. Thì và cái bãi chăn thả đấy, hoặc là cái nguồn thức ăn thô xanh chúng ta phải kiểm soát được. Đấy, kiểm soát được cái chất lượng, chứ không thì chúng ta cũng nguy cơ nó lại tái nhiễm như những cái đàn dê vừa rồi. Và chúc khán giả tiếp tục thành công. Cảm ơn chuyên gia Nguyễn Thị Liên Hương. Câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi nhận được đến từ khán giả Trịnh Ngọc Nội, số điện thoại 033, 3 số cuối là 623 ở Yên Định, Thanh Hóa, có hỏi như sau. Ba ba ủ trứng chưa đến ngày nở, mới được hơn một tháng thì bị nứt rồi, đang ấp 200 quả, có phải là do khô quá hay không? Và vùi vào thùng xốp ở trong cát để ngoài nắng, che tấm blue để nơi thoáng. Ba ba cắn nhau, bị ghẻ, bụng đốm thì dùng thuốc gì ạ? Vâng, xin mời chuyên gia Đặng Văn Hoàn. Vâng, xin chào khán giả Trịnh Ngọc Nội. Thì với cái con ba ba mà sinh sản ấy, thì bạn biết là cái vòng đời của cái quả trứng khi mà ấp là nó rơi vào tầm khoảng 50 đến 60 ngày là quả trứng ba ba nó sẽ nở ra. Mà cái ba ba của bạn chưa đến ngày nở mà nó đã bị nứt vỏ rồi ấy. Thì cái nguyên nhân ở đây ấy là không phải là nó bị khô quá, mà nó lại là do bị bạn đang cho tưới nhiều nước quá, nó bị ẩm. Đấy. Thì cái quy trình ấp 33 thì trong quá trình mình ấp thì mình vẫn thường xuyên mình phun cái nước cho cái lớp cát bên trên để giữ ẩm cho cái quả trứng. Tuy nhiên mình vẫn rất phải lưu ý, vì cái mình phun nước nó ẩm quá, và tùy theo cái nhiệt độ ở cái khu vực địa bàn các bạn của mình đang tỉnh của mình ấy, thì mình sẽ phun nước như thế nào cho nó hợp lý nhất. Vì nếu mà phun nước ẩm quá thì trứng ba nó sẽ biểu hiện là nứt sớm hơn so với dự kiến cái ngày nở của nó. Với cái quy trình ấp 33 như vậy thì tôi có thể hướng dẫn bạn một số cái, bạn dùng cái thùng xốp mà người ta để chứa cái hoa quả đấy, mà có thành nó dày tầm khoảng 1,5 đến 2 cm. Không là mình cho một lớp cát khoảng 3 cm xuống dưới, nót xuống dưới đất, dưới đáy thùng xốp ấy, sau mình rải khoảng 2 đến 3 lớp trứng lên trên, rồi sau đó mình ủ một lớp cát khoảng 3-4 cm lên trên mặt, và trên nắp thùng xốp thì mình chọc khoảng 4-5 cái lỗ để tạo cái oxy thông thoáng cho cái quả trứng nó vẫn lấy được oxy. Và cái bề ngang của cái thùng xốp thì mình đục 1-2 cái lỗ nhỏ, và dưới, lưu ý là dưới thùng xốp mình có những cái khay nước, thì trong quá trình ấp thì khi mà nó nở ra thì con ba ba nó sẽ chui ngang và nó sẽ rơi xuống cái khay nước của mình chứa. Và trong quá trình ấp đó thì mình thường xuyên mình phun nước giữ ẩm cho, và tùy điều kiện nhiệt độ mình phun như nào cho nó hợp lý nhất. Và với con ba ba thì nó có cái ưu điểm là nếu bạn giữ nhiệt độ nó duy trì tầm khoảng 24 đến 27 độ C là ưu điểm tốt nhất ở cái nhiệt độ ấp con trứng 33. Và nếu mà điều kiện thời tiết mà tùy mong muốn của bạn là bạn ấp cái sử dụng con 33 của mình nó ra ở cái con 33 nào là tốt nhất, thì ở cái điều kiện tầm khoảng 22 đến 24 độ C ấy, nhiệt độ thấp ấy, thì khi đó con 33 nó sẽ nở ra cái tỷ lệ cái nó nhiều hơn so với đực. Và ngược lại, nếu bạn để cái nhiệt độ cao hơn thì đực sẽ chiếm tỷ lệ cái nhiều hơn so với cái. Thì đấy là cái mong muốn của bạn là muốn ấp ra vào 33 cái thì nó sẽ ra cái con 33 sẽ to hơn, thì nên nắm những cái kỹ thuật cơ bản đấy để mình tận dụng cái đặc điểm sinh học của nó để mình trong quá trình ấp nở. Đấy là cái nguyên nhân của cái con 33, cái trứng 33 nó bị nứt Nước sớm không phải do khô mà do bị ẩm quá, và một số kỹ thuật ấp cơ bản như vậy. Và cái khi mà con ba ba nó cắn nhau bị ghẻ thì cái cách khắc phục của nó là thứ nhất là phải tách riêng những cái con má bị ghẻ, bị đốm ra, tách riêng ra một khu vực khác để mình có cái điều kiện mình chăm sóc nó tốt hơn. Bước thứ hai là mình dùng cái thuốc sát khuẩn, ở đây mình dùng cái thuốc tím. Thuốc tím nồng độ khoảng 2 ppm. Bạn hòa ra nước, sau đó mình phun, mình vệ sinh cho con ba ba nó đã bị cắn và nó bị loét ghẻ. Bước nữa là sau khi vệ sinh xong là dùng cái thuốc mỡ bôi, mình sát, mình bôi nhẹ vào cho cái những cái vết thương đấy, thì cái tỷ lệ mà liền của cái vết thương nó diễn ra rất nhanh. Thì đấy là hai cái bước để mình xử lý cái con ba ba khi nó bị cắn và bị ghẻ, để cho con ba nó không bị nở nét và nó không bị ảnh hưởng đến cái tỷ lệ nuôi quần đàn của mình. Thì chúc bạn có cái kỹ thuật nuôi và có vụ nuôi tốt hơn.